Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình ạ. Với video ngày hôm nay thì không phải là video hướng dẫn các bạn sửa chữa TV các bạn nhé. Và các bạn xem ạ, mình vừa nhận được rất nhiều tiền và tiền thay màn hình cho khách hàng, và không ngờ bị một quả lừa đau các bạn ạ, rất là đau. Vì vậy mà mình sẽ chia sẻ với các bạn. Trước khi khách hàng trả tiền mình thì khách hàng cứ xỉa. Và 1 triệu này các bạn này, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Rồi, 5 triệu rưỡi. Các bạn xem ạ. Mình để như thế này thì các bạn xem thì các bạn sẽ biết được là toàn tiền 500 nghìn đúng không ạ? Toàn tiền 500 nghìn này các bạn xem này. Toàn tiền 500 nghìn. Mình sẽ để cái máy quay ở dưới này để các bạn xem cho nó dễ. Và các bạn xem ạ. Nếu mà các bạn nhìn như thế này thì đúng là toàn tờ 500 nghìn đúng không ạ? Mình xem này, cho các bạn chia sẻ các bạn cái cả clip này. Đây, toàn tờ 500 nghìn các bạn này. Đúng không ạ? Và đúng không ạ? Và tờ 500 nghìn. Và cái clip này tại sao mình chia sẻ với các bạn để các bạn tránh bị lừa? Và chính cái clip này và cái cọc tiền này hãng còn nguyên đây. Hãng còn nguyên đây và hôm nay chuyển chia sẻ với các bạn. Mình mong các bạn hãy chia sẻ cái clip này để mọi người cảnh giác với những đối tượng lừa đảo rất là tinh vi. Và đây ạ, mình vào việc luôn. 1 triệu, đây là tiền thật các bạn nhé. 1 triệu ok, mình đồng ý. 2 triệu ok. Và đến triệu thứ 3 thì sao ạ? Đây ạ, các bạn xem. Nó là bị ở triệu thứ 3 này các bạn này. Đây, để mình để đồng tiền của mình ở đây. Cái triệu thứ 3 thì các bạn xem ạ. Một đầu thì 50.000, nhưng mà một đầu thì 20.000. Thế mới đau các bạn ạ. Mất 500.000. Đây này, 2 triệu này. Đấy, một đầu thì 500.000 và một đầu 20.000. Mà khi khách hàng người ta đưa tiền cho mình thì người ta cầm thế này. Người ta đưa tiền cho mình thì làm sao mà biết được đúng không ạ? Người ta che mất đồng 20.000 đấy rồi, người ta cầm người ta đưa cho mình thế này. Thì đúng đây đúng là 500.000 rồi còn gì nữa đúng không ạ? Đấy. Chính vì vậy mà mình làm cái clip này. Làm một cái clip này thì để các bạn, khi mà các bạn xem thì các bạn hãy cảnh giác và các bạn chia sẻ cho người thân của các bạn biết nhé, để tránh cái trường hợp bị lừa như mình. Vâng, thì mình tìm hiểu, các bạn xem, mình tìm hiểu thì người ta làm như sau. Đây các bạn xem này, người ta cắt băng dính này, hãng còn cái băng dính ở đây, và mình tách băng dính này ra để các bạn xem nhé. Mình sẽ tách băng dính này ra để người ta làm như thế nào, để người ta lừa, đi lừa mình, và đi lừa chắc chắn là lừa được mình. Thì mình cũng là một người chủ quan, không để ý thôi. Và các bạn, mình nghĩ các bạn cũng như vậy. Vì vậy mà mình đã bị lừa thì mình sẽ đưa cái clip này lên để mình cảnh báo, cũng như các bạn kiểm tra tiền thì các bạn hãy để cảnh giác một chút để tránh cái trường hợp những đối tượng lừa đảo nhà ta lừa các bạn ạ. Đấy, rất là tiền mất tật mang được các bạn này. Sửa tivi thì được bao nhiêu tiền đâu, và thay một con màn hình được bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mất đến 500.000 thì cũng số tiền với mình cũng không phải là nhỏ các bạn nhé. Mất hơn một ngày công rồi. Ok, đây các bạn xem ạ, thì ra là như thế này. Cái đồng hai đồng 520.000 nhà ta sẽ cắt đôi cho các bạn này. Đây các bạn xem ạ, hai cái đồng 20.000 này thì khi mà ghép vào thì đúng là người ta cắt đôi ra đồng 20.000. và các bạn xem, người ta cắt rất tinh vi nha các bạn nhé, rất tinh vi. Đúng là cái điểm A, chữ A cuối cùng các bạn này. Đúng chữ A cuối cùng. Và cái đồng 100.000, 500.000 cũng thế này các bạn này. Người ta sẽ lấy một cái điểm để người ta cắt đôi. À, đúng cái chữ A cuối cùng. Các bạn xem. Đúng cái chữ A cuối cùng. Và cắt đôi ra. Sau đó người ta ghép vào. Sau đó người ta ghép đúng cái chữ cũng cái phần mà có cái chữ A cuối cùng. Đây ạ. Đây mình đây 500.000, người ta ghép đúng cái chữ A cuối cùng. Thì khi mà ghép vào thì các bạn xem ạ, có phải là đúng Bác Hồ như thế này không, có phải chuẩn không, chuẩn 100% không ạ? Đấy, và đến lúc cái thao tác cầm thì cũng như cầm lúc mình cầm vừa rồi, nhà ta chỉ cầm cái xe hai đồng 500.000 này đi, và cái đồng nọ nó xiên ở đồng kia, thì lúc đấy thì đếm tiền thì mình chỉ để ý cái đồng 500.000 và mình cứ đưa vào tập của mình. Đấy, rất là oai oăm mọi người nha. Đấy, thì hôm nay chuyển làm một clip này thì mong mọi người không bị như mình, để tránh trường hợp lừa đảo
người ta rất là ma mãnh các bạn ạ. Đây người ta cắt đôi hai đồng 500.000 vào đồng 20.000 ra và người ta ghép vào thì tự nhiên người ta lại có, người ta có hai đồng 500.000 chứ chẳng dại gì người ta ghép vào mà người ta lại chỉ tính 500.000, người ta tính còn 20.000 thôi, đúng không các bạn? Đấy thì cái clip hôm nay thì mình muốn đưa ra để các bạn xem, các bạn không để không như mình, để tránh những đối tượng lừa đảo lợi dụng sự không để ý của khách hàng để người ta lừa các bạn và người ta đã lừa mình rồi. Vậy hôm nay Chuyển xin tạm dừng cái clip tại đây. Mình mong rằng clip này các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng biết, để tránh cái trường hợp mất tiền như mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau. Và cái video này thì mình chỉ chia sẻ vậy thôi ạ. Và video sau mình tiếp tục chia sẻ về TV các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.